xin sống nửa đời về sau. Một, nửa đời về sau hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Hai, nửa đời về sau hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. 3. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn. 4. Nửa đời về sau hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè vui vẻ chuyện trò. 5. Nửa đời về sau hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. 6. Nửa đời về sau đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề, phiền não. 8. Nửa đời về sau hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống. Vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, ta sẽ thấy tâm hồn và thể xác thanh tao hơn. 8. Nửa đời về sau hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình, thậm chí với cả người xa lạ, ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng giàu dạt những niềm vui. Nửa đời về sau hãy suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ định hình con người chúng ta. Tức ta nghĩ mình thế nào thì ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho bản thân. Nửa đời về sau học cách sống tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình.
còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Tôi đã được học rằng thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cả cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thật ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Một phụ nữ bất hạnh tìm đến lão thiền sư ở nơi thâm sơn để mong được ngài chỉ dạy bí quyết sống hạnh phúc. Thiền sư hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, điều đạo hữu đang xem trọng nhất trong đời là gì?" Người phụ nữ chau mày suy nghĩ rồi chắp tay đáp: "Bạch thiền sư, con u mê không hiểu rõ câu hỏi của ngài." Thiền sư mỉm cười, ôn tồn giảng giải: "Ta hỏi đạo hữu về điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất, vì điều đó quyết định đạo hữu có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh hay không. Người xem trọng danh tiếng, thể diện, sĩ diện của bản thân thì sẽ bực tức oán hận khi bị ai đó hạ nhục, coi thường. Người xem trọng gia tài, lợi lộc thì sẽ đau như cắt từng khúc ruột, tranh đấu mãi khiến thân thể hao mòn khi bị mất tiền của. Người xem trọng sắc đẹp thì ắt sinh lo buồn, ủ rũ khi nhan sắc tàn phai theo năm tháng. Người xem trọng tình cảm nam nữ thì không tránh khỏi thất tình khi bị người yêu hờ hững, phản bội. Người xem trọng và sống lụy tình cảm thân quyến thì như ngọn cỏ trước gió, không gượng dậy nổi khi người thân gặp chuyện không hay. Không biết đạo hữu xem trọng nhất điều gì trong số những điều đó?" Người phụ nữ như bừng tỉnh ngộ, cô nhận ra mình đang xem trọng và ôm giữ tất cả những điều thiền sư vừa nói. Thì ra những cái ấy chính là nguyên nhân của nỗi bất an đeo đẳng suốt cuộc đời cô. Cô nói: "Bạch thiền sư, cảm tạ ngài khai thị. Vậy con phải xem trọng nhất điều gì thì mới có hạnh phúc của nhân sinh đây?" Thiền sư mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Thứ duy nhất đạo hữu nên bảo vệ trên đời này
chính là đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người có đời sống tâm linh và đạo đức thì không hốt hoảng khi mất tiền của, vì xét cho cùng, chúng chỉ là phương tiện, mà phương tiện thì có thể dễ dàng tìm lại được, và dẫu có mất đi thì không hao tổn đến đức hạnh của mình. Người đó cũng không bực tức khi bị sỉ nhục, không thất vọng khi bị lạnh nhạt, không bất an khi gia đình có chuyện chẳng hay. Người đó không lo buồn theo năm tháng, vì hiểu rõ rằng sỉ nhục, lạnh nhạt, hoạn nạn và tuổi già là những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của mình, không thể tác động đến đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người đó sẽ chấp nhận tất cả những thăng trầm, thịnh suy của đời sống, vì cuộc đời xưa nay vốn thế. Người đó sẽ cảm ơn khi bị người khác bôi nhọ, vì đó là cơ hội tốt để tu dưỡng đức hạnh. Một người sống bình an giữa những biến động, được mất vô thường, chẳng phải là người có nội tâm vững chãi và hạnh phúc hay sao? Nghe xong, người phụ nữ bất hạnh kia bắt đầu lặng im nghĩ suy về những điều mình đã và đang xem trọng trong đời. Còn bạn, bạn đang xem trọng điều gì nhất? Vắng rồi mới thấy lòng đau, lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ. Khuất rồi quay quắt thẫn thờ, khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau. Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau, câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều. Biệt rồi mới biết là yêu, hỏi thời gian có ngược chiều được chăng. Xa rồi mới thấy ăn năn, chưa lời tha thứ, lòng băn khoăn hoài. Giận rồi mới hiểu mình sai, người đi thôi hết, còn ai tự tình. Mất rồi mới biết đoái nhìn, còn đây chỉ một tấm hình lặng im. Hết rồi nhịp đập trái tim, mới hay một kiếp vô minh sống cùng. Đông rồi tiếc những ngày xuân, thả mồi bắt bóng hư không cuối đời. Mưa rồi nhớ rực áo phơi, khóc rồi tiếc hận bao lời đã buông. Mẹ cha thuận thế vô thường, ngàn muôn hiếu hạnh nhớ thương cũng hoài. Chiều tàn mới biết mỉm cười, toan cười thì đã ngập trời bóng đêm. Đi rồi mới nhớ gọi tên, người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ. Tỉnh rồi mới ngộ rằng mơ, thế nên sống trọn từng giờ hôm nay. Người không hết dạ lúc này, đời mang hối tiếc đông đầy vị lai. Khi một người đàn ông biết mình sắp chết, ông ta thấy Thượng Đế tới gần mình, tay xách một chiếc vali. Này ngươi, đã đến lúc phải đi rồi. Sao lại sớm vậy ngài? Tôi còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Ta xin lỗi, nhưng đã đến lúc. Dạ, ngài mang gì trong vali vậy? Đồ đạc cá nhân của ngươi. Đồ đạc của tôi à? Ý ngài muốn nói là quần áo, tiền bạc của tôi? Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về ngươi, chúng thuộc về trái đất. Có phải ký ức của tôi không? Không, cái đó thuộc về thời gian. Người đàn ông lại tiếp tục hỏi Thượng Đế. Có phải tài năng của tôi không? Không, chúng thuộc về hoàn cảnh. Có phải là bạn bè và gia đình tôi không? Không, họ thuộc về con đường ngươi đã qua. Có phải vợ con tôi không? Không, họ thuộc về trái tim ngươi. Vậy hẳn là thân xác tôi đây? Không không, nó thuộc về cát bụi. Vậy chắc chắn là hồn tôi. Ngươi hoàn toàn sai lầm, buồn thay. Hồn ngươi thuộc về ta. Người đàn ông nước mắt đầm đìa và đầy vẻ sợ hãi. Ông ta nhận cái vali từ tay Thượng Đế và mở ra. Trống không,
Cõi lòng tan nát, nước mắt lăn dài. Ông hỏi Thượng Đế: tôi không có gì ư? Thượng Đế đáp: đúng vậy, ngươi không có gì cả. Vậy ư? Vậy cuối cùng tôi có được gì? Khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là của ngươi. Cuộc đời là một chuỗi tập hợp những khoảnh khắc. Cho nên hãy sống, hãy yêu, hãy tận hưởng cuộc đời này khi còn có thể. Hãy tận hưởng và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, ngay tại thời điểm này và ngay tại đây. Một người biết mình đang đi dần đến cái chết thường gắng sống cho thật trọn vẹn trong những ngày còn lại. Họ sống thật chậm để nhìn cuộc đời, để nhìn người thân lần sau cuối. Tất cả xung quanh họ đều thật đẹp, thật quý biết bao. Họ trân trọng từng phút giây đi qua và từng phút giây đang đến. Đối với họ, mỗi giây được sử dụng một cách cẩn trọng. Không bao giờ họ đánh mất một giây phút nào cho việc làm vô ích. Còn ta thì mặc nhiên vung vãi một cách hoang phí từng thời gian đang có mặt. Ta đã sống hết mình với chính thời điểm hiện tại hay chưa? Từng bước chân ta đi đã đi hối hả? Ta quên nhìn vẻ đẹp của hàng cây dương bên đường. Ta đi như ma đuổi. Ta sống cạnh người thương nhưng chưa thật sự một lần có mặt trọn vẹn. Ta mãi lo toan những tính toán của cuộc đời. Chợt nhìn lại thì hỡi ôi, người đã đi xa. Ta đã biết tha thứ, bỏ qua lỗi lầm hay vẫn còn đắm mình trong dằn vặt khổ đau? Ta ơi, hãy trở về sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, để mai này nếu có ra đi, ta vẫn không bao giờ hối tiếc. Trong giờ phút hôm nay, ta hãy sống tha thứ, sống bao dung, dùng tất cả tấm lòng để đối đãi lẫn nhau. Chung quanh ta có biết bao nhiêu điều màu nhiệm. Cành cây, bông hoa dại ven đường cũng thật đẹp biết bao nhiêu. Hãy bước đi cho thật vững vàng trong từng bước chân. Hãy yêu hết lòng trong từng phút giây đang có. Hãy dành tặng sự có mặt cho người thương một nụ cười hoan hỷ, để biết rằng ta còn hạnh phúc biết bao, vẫn còn hiện diện ngay ở đây và nơi này. Dù mai có ra sao, dù ta có tồn tại hay ra đi, thì giờ phút này vẫn là giờ phút quan trọng nhất trong ta. Và chúng ta cũng nên thi thoảng suy nghiệm về cái chết. Tốt nhất là suy nghiệm về nó hàng ngày, vì làm vậy có nhiều cái lợi. Cần nói rõ ngay rằng suy nghiệm về cái chết không có nghĩa là chúng ta phải trở nên buồn rầu, sợ hãi, bệnh hoạn hoặc ngã lòng, chỉ muốn tự tử. Không, trái lại, khi nghiệm một cách hiểu biết về cái chết, chúng ta càng có thể sống một cách hiểu biết và từ bi hơn. Ví dụ, mỗi khi bực mình khó chịu, tôi thường suy nghiệm thế này: đời sống rất ngắn, ai cũng sẽ chết. Vậy gây gổ cãi nhau với người khác thì được ích lợi gì? Nổi cơn nóng giận thì được ích lợi gì? Hoàn toàn không được gì cả. Tốt hơn là mình nên giữ lòng bình an. Cãi nhau hay nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà chỉ tạo thêm hận thù phiền toái. Nghĩ như vậy giúp tôi nguôi ngoai, tự kiểm soát lấy mình, không để bị cuốn theo những cảm giác tiêu cực. Nhờ thế mà cư xử nhẹ nhàng, khéo léo hơn với những người khác. Đương nhiên, điều này không phải luôn luôn dễ làm. Đôi khi, có lẽ rất nhiều khi, tôi quên đi suy nghiệm ấy nên bị vướng vào những đại ngôn và xúc cảm quá mức. Nhưng khi tôi đã tự nhắc mình về sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự phi lý của việc nổi nóng, tôi nguôi lại và ăn nói với sự dịu dàng, tự chế. Tương tự, khi bị kích động hoặc lo lắng về một chuyện gì đó, tôi tự hỏi: lo lắng bồn chồn có được ích gì? Cuộc đời sẽ trôi qua, cái chết đang chờ đón tất cả mọi người, không chừa một ai. Cái chết làm bình đẳng tất cả mọi người. Do đó, khi còn sống, tôi nên sống một cách tốt nhất mà tôi có thể,
tức là sống với tỉnh giác, sống từng giây phút một, từng ngày một, làm hết sức của mình cho ngày đó. Khi nghĩ minh mẫn như vậy, tôi sẽ bỏ qua được mọi lo lắng và sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Hơn nữa, chúng ta có thể suy luận rằng dù có lo hay không lo, tất cả chúng ta đều sẽ già đi và chết. Vậy thà chúng ta già đi mà không lo lắng gì thì có hay hơn không? Suy nghĩ ấy sáng suốt hơn. Không ai có thể chối cãi rằng sung sướng tức là sống không lo nghĩ. Lo nghĩ nhiều khiến chúng ta bị rút ngắn tuổi thọ, gây ra bệnh tật, chết sớm. Nghĩ được như vậy cũng giúp chúng ta bỏ qua mọi lo lắng và sống hạnh phúc hơn. Càng suy nghĩ nhiều về cái chết một cách hiểu biết, ta sẽ càng bao dung, nhẫn nại hơn, tử tế, dịu dàng hơn với bản thân và với cả những người khác. Ta sẽ càng ít bám víu vào của cải vật chất, sẽ ít tham lam hơn. Khi nhận rõ sự ngắn ngủi của cuộc đời, khi hiểu rằng dù chúng ta tích lũy của cải được bao nhiêu thì cũng chẳng thể mang được theo một xu khi chết, chúng ta sẽ ít tính toán hơn. Chúng ta có thể nới lỏng ra và bắt đầu hưởng trọn niềm vui, chia sẻ và ban bố, yêu thương và quan tâm người khác. Chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời không phải chỉ là tích lũy dành dụm của cải. Chúng ta sẽ thích rộng rãi hơn, chia sẻ và đem niềm vui và hạnh phúc đến cho cuộc đời người khác. Mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác chính là cái làm cho cuộc đời có ý nghĩa và đẹp hơn. Đó mới là điều quan trọng. Lòng thương yêu và trắc ẩn có thể đâm chồi và nở hoa trong chúng ta giống như một cây đầy hoa đẹp. Chúng ta có thể trở thành những con người thật sự tốt đẹp, đầy lòng từ bi, đối đãi với người bằng cả con tim tràn đầy yêu thương, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa vị xã hội. Và rồi cuộc đời của chúng ta sẽ có thêm ánh sáng mới, và chúng ta có thể nói mình thật sự hạnh phúc và nhân bản. Nhân gian vui khổ xoay vần, bôn ba chi cũng phù vân cuối trời. Nghìn thu đời vẫn ngược xuôi, ta về chốn cũ mà vui với mình. Tìm gì giữa cuộc nhân sinh? Thưa, tìm hai chữ an bình vậy thôi. Nguyện sống trọn một ngày yêu thương. Bắt đầu một ngày với yêu thương có nghĩa là khi bạn thức giấc vào buổi sáng, bạn mở rộng tâm hồn và tự nhắc nhở mình về ý nguyện sẽ yêu thương mọi mối quan hệ trong đời mình. Sống trọn một ngày trong yêu thương có nghĩa là những chọn lựa và hành động của bạn bắt nguồn từ quyết tâm sẽ yêu thương, nhẫn nhịn, tử tế và hòa nhã. Điều này có nghĩa là bạn sẽ giữ cho mọi việc ở đúng như vị trí thật sự của chúng, sẽ không nhìn theo thiên kiến của riêng mình, hoặc sẽ không làm cho chúng trở nên tồi tệ quá mức thật có. Điều đó cũng có nghĩa bạn sẽ chấp nhận những khuyết điểm của người khác cũng như của chính mình. Bạn sẽ cố hết sức hạn chế những phê phán, chỉ trích. Sống trọn một ngày trong yêu thương cũng hàm nghĩa là bất cứ khi nào có thể được, bạn sẽ nỗ lực để sống rộng lượng và ngợi ca cuộc sống, khiêm tốn và chân thật. Kết thúc một ngày trong yêu thương có nghĩa là bạn bỏ ra đôi phút cuối ngày để suy ngẫm lại và biết ơn cuộc sống. Bạn có thể đọc một lời cầu nguyện hoặc chỉ cần ngồi yên tĩnh. Bạn có thể ôn lại một ngày qua và thử xem những chọn lựa và hành động trong ngày của mình đã đạt đến đâu so với mục tiêu sống yêu thương mà mình theo đuổi. Bạn làm điều này không phải để giữ điểm hay để khắt khe với chính mình, mà chỉ đơn giản là để cảm nhận cảm giác thanh thản có được từ cách sống yêu thương, để thấy được những gì bạn có thể làm với sự yêu thương nhiều hơn nữa trong ngày sắp
tới. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Có khi công thành hiển đạt giúp mình hưng phấn tự tin, đôi khi bị đời phụ bạc thương người lẻ bóng chênh vênh. Lắm khi đường đời thất bại giữ mình nhẫn nại khiêm cung, bao lần thương đau nếm trải để lòng độ lượng không cùng. Hãy cảm ơn những mùa đông thấu hiểu tình người ấm lành, tạ ơn những lúc hạ nồng có hạt mưa về lấp lánh. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Những điều cần thực hành mỗi ngày. Thiền sư Sogyen Sakhu từng nói: tim ta cháy như lửa, nhưng mắt ta lạnh như tro tàn. Ngài đặt ra một số quy luật để thực hành mỗi ngày trong cuộc đời. 1. Tiếp một người khách với cùng một thái độ mà bạn có khi ở một mình. Khi ở một mình cũng giữ nguyên thái độ như lúc bạn tiếp khách. 2. Lưu ý vào điều gì bạn nói, và bất cứ bạn nói điều chi, hãy thực hành điều đó. 3. Khi một cơ hội đến, đừng để nó trôi đi. Tuy nhiên, luôn luôn suy nghĩ hai lần trước khi hành động. 4. Đừng nuối tiếc quá khứ, hãy nhìn tới tương lai. 5. Nên có thái độ không hãi sợ của một người anh hùng và trái tim thương yêu của một đứa trẻ. 6. Nghỉ ngơi vào giờ giấc nhất định, nhận phần ăn uống vào những lúc nhất định, ăn điều độ và không bao giờ tới mức thỏa mãn. 7. Khi đi ngủ, hãy ngủ như đang bước vào giấc ngủ cuối cùng. 8. Khi thức dậy, hãy tức khắc bỏ sự buồn giận và tổn thất của ngày hôm qua lại phía sau, như vứt bỏ một đôi giày cũ. Hôm nay nguyện sống trọn ngày an vui tỉnh thức, đông đầy yêu thương. 12 phép thực tập sống thương yêu. 1. Nói năng mà không buộc tội. 2. Lắng nghe với tâm không thành kiến. 3. Lắng nghe không ngắt lời. 4. Trả lời chứ không trả miếng. 5. Cho mà không xem thường kẻ nhận. 6. Nhận lạnh mà không vâng ân. 7. Chia sẻ mà không khoa trương. 8. Hiểu người mà không rao bán. 9. Thưởng thức mà không chê bai. 10. Tha thứ rồi thì sẽ không để bụng. 11. Cầu nguyện mà không tham cầu. 12. Thương yêu và không dối gian. Một ngày tỉnh thức nhân gian, hơn nghìn năm sống mơ màng mộng say. Xoay mình chấp lại đôi tay, vạn duyên buông xuống từ nay đã về. Bài học từ những điều bất như ý. Ngón tay dù bị bẩn cũng không thể cắt bỏ đi. Nón đội không vừa
không cần chỉnh lại kích thước của đầu. Cánh cửa này khép lại, tự nhiên sẽ có khung trời khác mở ra. Vấn đề là bạn có nhìn thấy hay không mà thôi. Khi cảm thấy khổ đau, đầu tiên cần phải phá bỏ là sự cố chấp. Vấn đề là bạn có chịu buông bỏ hay không mà thôi. Nhân sinh một đời, người ta làm mọi thứ chỉ để có nhà cao cửa rộng. Thực tế chỉ cần một mái lều tranh cùng băng ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống đã có thể tận hưởng niềm vui của sự thanh nhàn. Gửi những người hay suy nghĩ. Một, trách nhiệm hình thành nên phương hướng, kinh nghiệm lại tạo nên bản chất, và tính cách cũng chính là số phận của bạn. Mỗi ngày bạn sống như thế nào thì cuộc đời của bạn sẽ như thế ấy. Con người bạn ra sao, nhân duyên sẽ dẫn dắt gặp người tương ứng với mình. Hai, đứng trước một vấn đề, người thành công sẽ nói: việc này tuy khó nhưng có thể làm được. Người thất bại lại bảo: chuyện này có thể làm được nhưng quá khó. Bạn có cách nghĩ thế nào sẽ hình thành lối sống như vậy, có hành động thế nào sẽ có kết quả như thế đó. Đôi khi sự khác biệt chỉ một chút thôi, nhưng kết quả đưa đến lại hoàn toàn trái ngược nhau. Ba, khi gặp chuyện không vui, đừng nổi giận vô cớ hay mong chờ sự đồng tình từ người khác. Vì thói đời vốn lạnh lùng hờ hững, quá yếu đuối chỉ khiến người khác xem thường mà thôi. Dù trong mắt thiên hạ bạn chẳng là gì cả, nhưng bản thân nhất định phải giữ lấy sự tự tôn của chính mình. 4. Trên đời có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đôi khi chỉ có được một lần trong đời, mất đi rồi sẽ không gặp lại nữa. Hãy trân trọng những người ở lại và tiễn chân những kẻ muốn ra đi. Đừng vì bất kỳ một cá nhân nào mà đánh mất hết những điều tốt đẹp lớn lao phía trước. 5. Đừng cứ nghĩ mãi về một vấn đề, cũng đừng đặt tất cả tình cảm của mình vào một người duy nhất. Bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn hữu và rất nhiều việc khác cần phải lo. Và hãy nhớ, cuộc sống luôn cho ta những cơ hội mới, gọi là ngày mai. Thì thôi, nắng đã bỏ ngày, buồn chi em để hao gầy tháng năm. Thì thôi, chừ đã xa xăm, trách chi tình đã đan tâm phụ người. Không duyên không nợ trong đời, bước qua dòng lệ lên đồi rong chơi. Dẫu buồn mưa vẫn cứ rơi, hồn vô ưu giữa môi cười nắng lên. Thì thôi, chuyện cũ nên quên, đa mang đời chỉ riêng em giọt sầu. Thì thôi, chớ lo cưỡng cầu, thăng trầm tan hợp vốn màu hư hao. Dòng đời một giấc chiêm bao, trăm năm ngó lại một màu khói sương. Yêu người yêu phụ phàng luôn, lay ta tỉnh mộng vô thường đổi thay. Thì thôi, gạt những đắng cay, kiếp xưa tu vùng chưa đầy thiện duyên. Đâu ai mãi trách con thuyền, bỏ mình sang bến truân chuyên một đời. Biết chăng đây cõi luân hồi, hết vui rồi khổ, khổ rồi lại vui. Lòng vòng quanh quẩn tới lui, tình chưa mỏi mệt ngược xuôi đường trần. Thì thôi, chớ có ngại ngần, ngồi yên tĩnh lặng một lần nghe chuông. Tiếng này bỏ, giọt này buông, trời quang mây tạnh, tâm hồn nhẹ tênh. Thế gian vạn sự chẳng bền, đời trăm nỗi khổ do mềm yếu thôi. Thôi thì về với đơn côi, nhìn sen tâm nở bên trời ngát hương. Mừng cho ai biết chữ buông, nẻo về hạnh phúc con đường tại tâm. Đời người có năm ngày.
Nếu mạng sống được tính bằng hơi thở thì cuộc đời mỗi người dù dài hay ngắn rốt cuộc chỉ gói trọn trong 5 ngày: hôm trước, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày sau. Hãy sống thật ý nghĩa mỗi ngày. Cảm ơn hôm trước. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, chỉ nên cảm kích vì mình vẫn còn được sống. Biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời tươi đẹp này, để mỗi ngày có thể ngắm ánh bình minh trong trẻo, nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, cảm nhận cuộc sống diệu kỳ, tận hưởng niềm vui nhân thế. Tổng kết hôm qua: con đường chúng ta đi qua có niềm vui, hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cũng có niềm đau, nỗi khổ và thất bại. Sai sót ở đâu thì làm lại nơi đó. Thất bại hôm qua sẽ là nền tảng cho thành công ngày mai. Không thể bỏ qua việc học hỏi, càng không thể từ chối sự tiến bộ. Nắm chắc hôm nay, trân trọng hiện tại, chăm chỉ học hành, chuyên cần thực hành, vững bước tiến về phía trước. Hôm qua đã không còn, ngày mai thì chưa đến, chỉ có bây giờ ở đây. Hiện tại chăm chỉ cày cấy thì ngày sau ắt có cái để thu hoạch. Theo đuổi ngày mai. Tương lai luôn mang nhiều hứa hẹn, cũng đầy mê hoặc. Lý tưởng nhất là ươm mầm ngay bây giờ, để mai kia trở thành hiện thực. Không sợ hãi ngày sau. Chúng ta đã cố gắng trong quá khứ và hiện tại, nên tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì thế không cần lo lắng. Đây là quy luật phát triển tự nhiên, như ngày và đêm không thể tách rời. Mỗi ngày trong đời đều đáng trân trọng. Không nên hối tiếc sự do dự hôm qua, rồi thụ động chờ đợi ngày mai đến. Sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại mới không hổ thẹn với ý nghĩa cuộc đời. Nửa đời người tôi hiểu được, vô thường ấy lẽ thường nhiên, và ta chỉ là chiếc lá trong rừng nhân loại vô biên. Nếu có một điều vĩnh cửu thì đó chính là đổi thay. Đổi thay chẳng hề thay đổi, đành hanh tại thế gian này. Điều ta cho là hạnh phúc nào phải cứ là bên nhau, dẫu hai phương trời cách biệt vẫn vui ý hợp tâm đầu. Không phụ thuộc vào năm tháng mà đo sống ít hay nhiều, chính là cách mình đã sống, mỗi ngày tỉnh thức bao nhiêu. Nửa đời trầm tư hiểu được bản chất kiếp người lẻ loi, đã biết nhân sinh hữu hạn, lấp đầy vẫn thiếu mà thôi. Còn sống phủ thềm năm tháng, xóa nhòa cuốn nổi niềm trôi, chỉ cần nhận ra trầm tĩnh, đớn đau nào cũng phai phôi. Nửa đời người tôi học được, tan hợp thăng trầm bởi duyên. Lúc muôn sự về chốn cũ, nhẹ nhàng đâu bận niềm riêng. Nửa đời người khi tỏ ngộ, phân trần đen trắng mà chi. Thế gian mỉm cười đối diện, sống với cõi lòng vô phi. Đừng đợi già mới ngộ ra điều khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất.
Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc, và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú, hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn xa cơ vẫn có người nói: bạn tôi à, cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: không sao đâu mà, đã có tôi ở đây. Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Có phải khi mình mất đi hạnh phúc thì mới hay hạnh phúc có trong đời? Có phải khi mình mất đi người mẹ mới thật lòng gọi hai tiếng mẹ ơi? Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở, chân em qua không buồn ngắm một lần. Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ, nhìn phai tàn rồi cúi xuống bâng khuâng. Có một người trải qua lần hoạn nạn, mãi về sau khép lại cửa tâm hồn. Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạn, ngọc châu và đôi mắt quý nào hơn? Ai cũng sống bằng con tim nhịp thở, mà quên đi hơi thở vốn nhiệm mộc. Cơn đau đến muộn màng lòng chợt hiểu, trút hơi tàn đời sống sẽ còn đâu. Có phải khi bên đời xa vắng mẹ, mình mới hay mẹ tất cả trong đời? Có phải khi cha tạ từ dương thế, cuộc chia lìa mới thấm nỗi đơn côi? Em tôi hỡi, hãy về hôn lấy mẹ, ôm lấy cha, thảo hiếu với huyên đường. Là đôi mắt, là hoa, hơi thở nhẹ, hãy ân cần gìn giữ lấy mà thương. Chớ để khi mình mất đi hạnh phúc, biết vòng tay yêu dấu đã xa rồi. Em có biết tôi mơ hoài bé dại, được mẹ bồng ru giấc ngủ à ơi. Bà lão 92 tuổi, nhỏ nhắn, gọn gàng, sáng nào trước 8 giờ cũng ăn mặc chỉnh chu, với mái tóc uốn hợp thời và gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Thậm chí mắt bà gần như không thấy gì cả. Chuyện tới nhà dưỡng lão hôm nay, người chồng đã đi cùng bà 70 năm vừa mới qua đời, bà cần phải chuyển tới đây. Sau nhiều giờ ngồi chờ kiên nhẫn ở sảnh nhà dưỡng lão, bà mỉm cười nhẹ nhàng khi được thông báo
phòng của bà đã sẵn sàng. Khi bà điều khiển khung hỗ trợ đi lại tới phía thang máy, tôi chỉ cho bà bản hướng dẫn về căn phòng của bà, kể cả những tờ giấy có đục lỗ được treo trên cửa sổ. Tôi thích căn phòng, bà biểu lộ với niềm phấn khởi của đứa bé lên 8 được cho một con thú bông. Bà chưa nhìn thấy phòng mà, bà đợi cháu tí nhé. Cũng đâu có ảnh hưởng gì, bà đáp. Hạnh phúc là điều cháu quyết định trước cả khi nó đến. Ta thích căn phòng hay không, không phải vì đồ gỗ được bày biện thế nào. Nó đã hiện sẵn trong đầu ta, và ta quyết định là ta sẽ thích nó. Đó là quyết định ta thực hiện mỗi sáng thức dậy. Ta có một lựa chọn. Ta có thể nằm nguyên ngày trên giường, tính từng rắc rối đang có với các bộ phận trong cơ thể mà không còn hoạt động, hoặc ra khỏi giường và cảm ơn những bộ phận còn hoạt động. Mỗi ngày là một tặng phẩm. Ngày nào chưa nhắm mắt là ngày đó ta luôn để tâm vào ngày đang tới và những ký ức đẹp. Bà tiếp tục giải thích. Tuổi già như tài khoản ngân hàng, cháu rút ra từ những gì cháu đóng góp vào. Vì vậy ta khuyên cháu nên đóng thật nhiều hạnh phúc vào tài khoản ngân hàng ký ức. Cảm ơn sự đóng góp của cháu vào ngân hàng ký ức của ta, ta vẫn tiếp tục đóng vào tài khoản. Bà mỉm cười rồi nói tiếp. Hãy nhớ nằm nguyên tắc đơn giản để được hạnh phúc sau đây. Giữ con tim khỏi hận thù, để đầu óc không âu lo, sống giản dị, cho nhiều hơn, mong đợi ít hơn. Mở tâm ra trọn với đời, cho tình thương nở đẹp ngời đóa sen. Mở lòng với lạ cùng quen, cơn mưa từ ái nhẹ len vào hồn. Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chan hòa chớ để buồn một ai. Cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống không hoài kiếp ni. Giữ lòng hỷ xả từ bi, đường về cố quần cùng đi dập dìu. Sẽ không buồn những buổi chiều, khi mình đã sống rất nhiều ban mai. Để cuộc sống không già nua. Sống đến đâu, học hỏi đến đó. Người thích học hỏi sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, đọc sách đến đó. Người thích đọc sách sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vận động đến đó. Người thích vận động sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, chăm chỉ đến đó. Người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mơ ước đến đó. Người thích ước mơ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mỉm cười đến đó. Người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vui vẻ đến đó. Người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, yêu thương đến đó. Người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già. Cảm ơn thời gian. Cảm ơn thời gian giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt mỗi người bên cạnh. Ai chân thành thật lòng, ai phỉnh lừa diễu cợt. Cảm ơn thời gian giúp tôi cảm nhận được những điều quan trọng. Cao sang giàu có rồi cũng trở về không. Lợi danh quyền thế vốn là giấc mộng ngắn. Chỉ có tình nghĩa và sức khỏe mới cần được trân trọng giữ gìn. Cảm ơn thời gian giúp tôi có những trải nghiệm quý giá. Kinh qua nhiều câu chuyện tình đời, xem nhẹ nhiều vết thương thống thiết, để hôm nay có thể dùng trái tim đơn giản thực tập nếp sống biết ơn và tinh thần biết đủ. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều điều trong giao tế. Khi qua lại với người cần thận trọng lời nói, lỡ phát sinh hiểu lầm nên bình tĩnh giải quyết. Đối với người giả dối, dù nhìn thấu cũng không nên nói tận. Gặp phải kẻ toan tính,
dù biết rõ cũng không cần rêu rao. Rồi cũng có ngày thời gian đưa tất cả ra ánh sáng, những nhân duyên đã gây tạo chắc chắn sẽ nhận được những hồi đáp tương xứng. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều thứ, không để những người và việc không đáng khiến mình hao tổn tâm trí, lãng phí thời gian và sức lực. Những gì thuộc về bạn có chạy cũng không thoát, bằng như đã không phải, dù có dành cả đời cũng không thể có được. Cảm ơn thời gian giúp tôi gặp được nhiều người, học được nhiều thứ, thọ hưởng sự ấm áp và cảm động để bản thân trưởng thành và tiến bộ. Mạng sống ngắn ngủi, đời người vô thường, hãy xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng được sống, để trân quý những việc cần nên làm, dành thời gian cho những người mình thương quý nhất. Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai, từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng. Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói "bây giờ con đi ngủ" hay "10 phút nữa mới ngủ" sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh "bố, mẹ, bảo đi ngủ ngay". 3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt, hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người,
hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Đôi khi cần biết dại khờ để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toan để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi chính bỏ làm mười để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ để cho nghĩa sống bay chừ lên ngôi. Đôi khi biết lặng cái tôi để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chuông mỏ tu hành biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi như như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu mở toan cánh cửa chân như bước về.